Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2023, Công đoàn Bộ Công Thương đã tổ chức lễ kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023. Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương Trưởng các đơn vị cùng hơn 300 nữ đoàn viên công đoàn đến từ 32 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc. Chương trình buổi lễ đã ôn lại những truyền thống vẻ vang, hào hùng của lịch sử, ghi nhận sự đóng góp to lớn của chị em phụ nữ, đồng thời nhìn nhận, đánh giá hoạt động của tổ chức công đoàn ban nữ công công đoàn Bộ Công Thương trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chúc mừng chị em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Công Thương nhân ngày 8 tháng 3. Trong thời gian tới, để thực hiện được những mục tiêu đặt ra cần phát huy truyền thống, thành tích, kinh nghiệm trong những năm qua, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong mỗi đơn vị để từng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình, đóng góp vào thắng lợi nhiệm vụ toàn ngành. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị và yêu cầu cần tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị đặt ra như xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Minh Huệ thay mặt các chị em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Công Thương đón nhận bó hoa tươi thắm chúc mừng ngày 8 tháng 3 của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.